Một ngày ăn uống của một con nghiện rong biển sẽ như thế nào? Suốt ngày dậy muộn thôi, má ơi, tháng nào cũng bị phạt hơn củ tiền đi muộn ấy, đúng là đi làm vì đam mê mà. May là dậy muộn nhiều nên là tôi cũng đã luyện được cái quả skill đánh răng rửa mặt lên đồ làm bữa sáng chỉ trong vòng 15 phút, thậm chí còn nhanh hơn. Mà đã nói đến nhanh thì lại không có một cái gì nhanh hơn mà cái sandwich cả. Trừ khi là bạn nhịn hoặc là ăn những cái món khác nhanh hơn sandwich. Các ông đang định cười vào cái bữa sáng của tôi á. Nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Rong biển đây này, không hề sơ sài đâu bạn tôi à. Cái rong biển vụn này vừa nhanh vừa tiện lợi mà ăn thì cứ phải gọi là quên sầu đi. Đấy là bữa sáng. Còn đến bữa trưa thì mấy anh em trên văn phòng lại rủ nhau đặt cơm thôi. Mấy suất cơm rất là văn phòng, không có gì đặc biệt cả. À, thằng em Trung nó còn dám khinh suất cơm nhỏ bé của tôi các bạn ạ. Rong biển giòn trộn gia vị ô phu, cho thằng em biết thế nào gọi là đỉnh cao của sự đủ đầy luôn nhá. Trộn lên thì lại bảo là không hấp dẫn đề. Nhìn cái gì? Từ từ chưa hết. Lá kim tẩm dầu ô liu. Tôi phải công nhận là cái bộ môn rong biển này nó nâng tầm bữa ăn thật. Tôi hay ăn cái loại rong biển của Old Food này quá là khét tiếng rồi đúng không? Vị rong biển nó cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người thế thôi. Trộn lên với cơm với cả thịt mà má ơi, mẹ ăn suất cơm cảm giác độ ngon nó phải x2 x3 luôn. Còn đây là cái bữa xế chiều ăn vặt của anh em tôi. Lá kim trẻ em cũng là của Old Food luôn cho nó trọn bộ. Cái lá kim này ăn nó cũng giống như là loại bình thường ấy, cơ mà nó ít vị mặn hơn. Đấy. Ngồi ăn chơi rất là vui miệng. Ở quê nhà tôi có mấy đứa cháu nhỏ ăn thì cũng ghiền cái này lắm, nhất là màu đỏ, siêu nhân đỏ nữa thì càng thích. Ấy, nói chung là cuộc sống của một cái thanh niên nghiện rong biển như tôi nó cũng tiện lợi lắm. Ăn cái gì kể cả có đạm bạc đến mấy thì cũng chỉ cần cho ít rong biển vào nữa là thành sơn hào hải vị luôn. Mà cái độ dinh dưỡng thì mình cũng không cần phải bận tâm lo lắng. Nên là anh em rong biển đâu hết rồi ạ. À, nếu không phải là rong biển thì bạn ghiền ăn món gì khác nữa ạ. À, hãy chia sẻ ngay những món ăn yêu thích của bạn. Xem đến đây rồi thì nhớ like và subscribe kênh YouTube của tôi nhá. Yeah. Leo leo đói khờ.